Nay chỉ sang ăn trái cây hả? Biết gì không? Ăn đồ chua. Không, xoài ngọt. Sao kỳ vậy? Kêu là bà lão nói là xoài này là ngọt. Nó lại cốc ngọt. Cốc xoài mà ngọt. Nó có bây giờ nghe nói là bên nước ngoài nó có cái giống nó gọi là giống ngọt. Nó mới nhập về bà đó mới bán được nhiêu ra bà nói là ngọt. Thì mình biết là giống ngọt nhưng mà cốc này là cốc chua, xoài này xoài chua, hai giống này là giống chua, không phải ngọt. Nhìn thấy nè. Thấy không? Ê nhưng mà nó này nè. Lỡ nhưng mà thật sự vợ tôi không ăn chua được. Không ăn chua thì sao không mua ngọt cho bạn ăn? Thì bà nói sợi ngọt tôi mới mua sợi ngọt cho cốc ngọt tôi mới mua nè. Trời đất ơi cái này số đồ chua mà. Bây giờ nha, có một cách rất là hay nè. Xoài á ăn nó chua đúng không? Cốc ăn nó chua đúng không? Đúng. Nhưng mà có cách làm cho nó không chua nữa, hoặc là độ chua giảm 50%. Ngâm được. Không ngâm được. Anh ăn bình thường luôn, ăn sống luôn mà. Chua thì nó chua chứ sao mà sống mà tự nhiên xoài đang chua hoặc cốc ăn chua mà ăn sống rồi đây lại ngọt. Em không kêu nó ngọt nhưng mà nó kêu nó giảm độ chua 50%. Trái thần kỳ trước. Không có đâu. Thường thường anh ăn xoài chua nha, gọi là chua lét. Chua không chịu nổi. Nhưng mà có cái mẹo này á là anh ăn chua vừa đủ khả năng của anh. Okay. Bình thường ok. Rồi thử coi. Gọt lát nữa ông chỉ cách ăn nó ăn chua. Gọt xoài gọt cốc, anh hay gọt sao? Bỏ cái đầu. Bỏ cái đuôi. Cái chuyện gọt xoài cốc hiện dạng con nít 3 tuổi nó cũng ăn không biết được mà. Quan trọng là ông nói cái cách ăn kìa. Rồi ok, anh cứ gọt cái kiểu anh đi. Tí là em sẽ làm nó cách của em cho anh coi. Đúng không? Lấy cái cách thường xuyên mọi người hay làm vậy mà. Gọt cốc, gọt xoài thì gọt vậy thôi chứ có đâu phải hướng dẫn. Thì gọt này bình thường ở đâu mà hả? Dày quá, gọt dày quá nó uổng. Ôi dày quá. Vậy mà uổng nữa. Phạm vô thì ta nói gì? Chỉ cạo còn cạo cái dãy là ăn được rồi. Anh đi anh cạo cho anh ăn chua lè cho lét đó. Mệt quá. Nó chua là nó chua chứ. Không ăn vỏ ăn dãy nó cũng chua vậy. Ok. Rồi nha, đây là cái anh gọt nha, rồi anh để đó đi. Rồi, riêng em á, gọt như thế này. Khi chiếc cốc anh gọt á, là anh đừng nên cắt cái này. Anh để vậy anh gọt luôn. Và anh gọt á, anh gọt nên gọt mạnh vô. Cho mất cái xanh đi. Gọt mạnh vô một xíu nữa. Thì anh gọt bình thường như thế này đúng không? Ừ. Thì anh giờ anh gọt mạnh thêm xíu nữa. Sau tí hả? Ừ. Mà đừng cắt cái cuốn, cứ để cuốn vậy đó. Y nhau đúng không? Ừ. Là không cắt này hả? Đúng rồi. Thì trước sau không cắt, trời cắt trước đi. Không cắt, cứ để đó, không cắt. Rồi. Sâu vô. Ừ, sâu vô. Vậy còn những đâu ăn? Nó khác chứ. Nó gọt sâu vô nó đỡ chua hơn đó. Nè nè nè, cái độ nhầy ra nhiều nè. Cái này nó ít thấy không? Nè, nó gọt cái nó lòi ra một đống luôn nè. Đó, đống nước nè. Rồi, nó đâu đây? Chưa hiểu. Ừ, đó. Đó. Gọt sâu vô hả? Ừ. Gọt bay cái ấy đi hả? Đúng rồi. Đó, nó ra cái trắng này nè không? Mình nó vậy còn đâu nữa ăn. Còn xong còn. Rồi anh gọt sâu vô một xíu chứ đâu phải anh gọt tới cái hột nó đâu. Ừ. Tôi chưa hiểu. Cốc chua và cốc không chua hả? Đó, như thế này á, không còn chua nữa. Hoặc là cái độ chua sẽ ít hơn thằng này ăn này nó sẽ chua như quả cốc thường. Còn này anh ăn á, cái độ chua á, có thể nó giảm tầm 70% cho anh luôn rồi. Bây giờ là mình tôi sẽ cắt cái này đi và đi rửa đúng không? Đúng rồi. Rửa là sẽ ăn thử đúng không? Đúng rồi. Để tôi lấy con dao thái nha. Đó, giờ anh gọt xong anh cắt. Ủa sao cái này nó nhầy dữ vậy ta? Đúng rồi. Hai cái thấy... này á, một trái chua và một trái không chua. 100% luôn. Ủa nó cũng là cốc mà làm mới trái không chua, trái chua. Tại vì á, nó chua là do mấy thằng xanh xanh này nè, nó mới chua. Còn vô thằng trắng này xíu là nó không chua nữa. Thiệt. Thằng xoài cũng vậy luôn. Không tin tí anh quốc thằng xoài anh biết. Cắt giờ mới đầu cắt. Đúng rồi. Gọt xong rồi mới cắt này bỏ. Đúng rồi. Giờ rửa nha. Đúng rồi. Giờ tôi ăn một cái cách mình thường là mình ăn cái chua trước cái ngọt sau thì mình cảm nhận được cái đường ngọt. Đúng rồi. Mình ăn cái ngọt trước cái chua sau thì không biết. Anh thích ăn cái nào trước được ăn đây? Ăn này đúng không? Ừ. Cái này là chua, 100% là chua rồi. Cốc ngọt chua gì trời. Thử nha. Ừ. Chua đúng không? Ừ, chua. Thể hiện trên mặt là chua. Nó không nghe nào. Cái gì ông vú được chứ cái chua ông thể ông vú được đâu. Ừ. Thẳng vậy. Từ gọi là người dưới dằn nhất hả? Ừ. Ừ. Rồi, ok. Không có thằng này thử biết liền. Này đúng không? Ừ. Này thì đã bỏ ngọt rồi. Tại vì anh gọt hết cái xanh của nó rồi.
không phải ngọt mà nó không chua thôi, quên mất. Cái độ chua nó giảm hẳn, thấy không? Độ chua nó giảm hẳn. Thứ nhất nó giòn. Ừ. Thứ hai cái vị chua nó cảm giác như là 70 có đó. Đúng rồi, nó giảm vị chua. Đó, đây là cách giúp cho mọi người là muốn ăn chua nhiều hay chua ít thì tùy thuộc vào cách mọi người gọt vỏ thôi. Nó giòn đó. Ừ, riêng thằng xoài cũng vậy. Mọi người ăn xoài chua, mọi người muốn ăn độ chua nhiều thì tùy vào mọi người cắt. Thử với xoài coi. Ừ, cũng như xoài. Thì anh đừng có bỏ cuốn. Mà gọt xong rồi vô. Ừ, anh gọt luôn rồi anh mới bỏ cuốn. Cũng vậy luôn phải không? Ừ. Anh gọt mạnh một xíu. Ừ, gọt, lấy hết cái sống xanh đi. Đúng rồi, lấy hết sống xanh đi. Đó. Cho lòi sống vàng ra. Đừng có tiếc đúng không? Ừ. Đã muốn ăn chua thì đừng có tiếc. Ừ. Còn ai muốn ăn chua thì cứ để đúng không? Ừ. Xoài tôi nghe mùi gớm vậy ta. Đó, mọi người gọt nó. Cũng đâu có mất gì đâu mà đúng không? Ừ. Gọt phẩm cho một xíu thôi mà, đâu có mất cái gì đâu mà. Ừ. Đó, mọi người gọt bay cái xanh đi. Nếu mọi người gọt như vậy đúng không? Đó, mọi người gọt như thế này. Đó, mọi người sẽ ăn sẽ chua. Nhưng mà mọi người gọt sâu vô một xíu là ăn nó không chua nữa. Và độ chua nó giảm đi rất rồi, là nhiều. Cái lát này lát ấy con này đúng không? Rồi ok, anh làm xong anh cắt. Đi rửa. Rồi, anh ăn thử. Ăn đúng không? Ừ. Ăn chỗ chua nhất nè. Cái này ngọt, cái này chua nè. Đúng không? Anh nói đúng rồi. À, ok. Cái vị chua sẽ giảm. Xoài lúc nào không chua mà giảm. Ừ, thử nè. Thấy vị chua nó sao? Chua. Chua. Nhưng mà xem cái độ chua của thằng bên kia nó sao đã, anh mới nhận xét được. Chua. Ừ, thằng có cái xanh. Đó, thằng có cái xanh rồi đấy. Ừ. Nó có cái xanh rồi. Độ chua nó khác nhau á. Đúng rồi, cái xanh nó phải chua nè. Ừ. Đó là nguyên nhân là như vậy. Giảm độ chua của xoài và cóc thì mọi người chịu khó gọt sâu vô một xíu. Riêng xoài thì gọt cho nó lòi cái vàng vàng nó ra. Đó, đừng để cái xanh nó chua. Riêng cóc thì gọt bay luôn cái xanh đi. À. Với lại là mọi người gọt xoài là mọi người nên gọt từ đây gọt xuống nè. Đó, gọt xong rồi mới cắt cái cuống. À, là nghĩa là cái cuống cuối cùng để sau cùng. Đúng rồi. Nghĩa là để cho nó tiết hết từng cái gì. Cái chất chua ra đúng ra rồi, đúng không? Đúng rồi. Là nghĩ là mình cắt cuốn là nó sẽ ra cái cuốn mà chỗ này nó không ra. Đúng rồi. Tôi hiểu rồi. Hiểu. Đó, okay. Ok, đơn giản thôi. Ăn xoài có thể từ lựa chọn mình nha, thích ăn chua nhiều hay chua ít thì tùy mọi người. Đó ok, đơn giản vậy thôi. Đừng nhớ đăng ký bật chuông.